cái khó khăn nó không cảm nó không gây áp lực cho mình, mà nó cảm thấy là mình cuốn hút hơn, và mình muốn là mình vẽ được nhiều hơn. Cái minh họa luôn bằng hình ảnh và lời giải thích rất là chi tiết. Cái lớp online ấy nó rất là quý giá, nó là cái tài liệu quý giá để mình tham khảo. Đối với việc chọn lựa một khóa học online thì không phải là lúc nào mình cũng có thể cũng có được một cái khóa học chất lượng. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà có một khóa học mà mình thấy rất là thích và có cảm giác như là giáo viên nói chuyện trực tiếp với mình ý. Khóa online này nó tổng hợp lại rất là đầy đủ các cái kỹ thuật và có cái minh họa luôn bằng hình ảnh và lời giải thích rất là chi tiết của giảng viên, của cô Thúy Anh xinh đẹp ấy. Một trong những cái lý do mà em quyết định là mua cái lớp màu nước này cũng là một lý do là để có cái khoảng thời gian để mình thư giãn sau khi mà mình làm việc rất là bận rộn. Thì em thấy là khi mà mình vẽ, mình tập trung công việc vẽ này thì mình rất là dễ chịu, nhẹ nhàng. Nhận bộ họa cụ thì đúng là lần đầu tiên mà mua hàng online mà nhận được như là một gói quà ấy chị ạ. Bình thường nhận là cứ một cái túi bóng ấy, xong rồi mọi người cứ gói vào cái túi bóng thì thực ra là để vận chuyển cho nó đỡ bị xước xát các thứ thôi, nhưng mà khi mà nhận được cái túi này thì không có vết xước nào, mà đến lúc bóc ra như là món quà bên trong ấy, bên trong lại còn có cả lì xì này, có cả các cái mình thích lắm. Đây ví dụ như là hoa hồng, bài tập hoa hồng mà cô giáo hướng dẫn thì là cô hướng dẫn đến đâu thì em vẽ đến đấy. Được nhiều hoa đấy chứ. Em vẽ rất nhiều hoa tại vì em muốn là nhìn cho nó giống nhất với cả cái cô hướng dẫn. Với cả mấy bài tập vẽ lá bài cơ bản đầu tiên ở trong cái bài màu nước. Tưởng là đơn giản nhưng mà không đơn giản, ví dụ như vẽ cái miếng dưa hấu chẳng hạn. Thì mọi người có thể nghĩ rằng nó sẽ rất là đơn giản, nhưng mà vì là cô trong cái lớp mà học tại Monster Lab ấy, cô cũng tự vẽ một cái miếng dưa hấu như thế rồi, cho nên là cô cũng hình dung ra vấn đề cô gặp phải như thế nào. Thì cô thấy là trong cái bài online này là bạn ấy đã chỉ dẫn rất là đúng vấn đề luôn. Cách mà giáo viên hướng dẫn ấy rất là dễ hiểu. Thì ví dụ như ngay những bài đầu tiên thì mình có thể thấy là cách chị cầm màu vẽ như cầm cọ như thế nào này, cách mà chị chấm như thế nào, thì nó rất là dễ để mình có thể bắt chước được, mình có thể làm theo được ý. Để nó rất là trực quan, gần gũi, cảm giác như là mình đang ngồi ở trong một cái lớp học hoặc là mình với giáo viên đang ở ngay cạnh mình ý. Thì em thấy là nó rất là dễ để có thể ứng dụng vào những cái quà tặng nhỏ hay là để trang trí trong gia đình. Ví dụ như là đơn giản chỉ là mình bôi màu loang ra thôi, mình có thể làm một cái postcard để tặng bạn rồi. Không thì hiện tại em đang tập rất nhiều vẽ hoa hồng, thì em có thể vẽ một cái bức tranh hoa hồng để treo nhỏ nhỏ ở phòng hay ở bàn làm việc được.